Quý vị, chúng ta sẽ cùng dời góc về khu vực này để chụp hình và lưu giữ là những khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ trong sự kiện khai mạc ngày hội chợ sức Đà Nẵng Colorful Festival 2024 ngày hôm nay. Trời sắp gặp mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì sắp gặp mưa.